Cô Lan Anh, cô cho tôi biết xem là bao giờ thì tôi lấy được vợ, chứ gia đình tôi cứ ngăn cản suốt ấy. Thế nào rồi? Cái ca này khó này. Cái số của anh ấy không lấy được vợ đâu. Mà hình như là có người trong gia đình anh ngăn cản sao ấy. Là vợ tôi à? Cái gì? Anh ngoại tình anh nhờ tới bà đây. Cô Lan Anh, sao trong công ty mà cô lại dở cái trò ma thần gì ở đây để xem bói hả? Chủ tịch ạ, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà, em cũng chỉ muốn kiếm thêm thôi. Còn cả anh nữa, anh cũng tin vào mấy trò này à? Này, anh xin trả tiền tôi nhá. Còn tiền mới trả bảo nữa, tôi cho cô nghỉ việc để cô thoải mái mà kiếm tiền nhá. Anh kiếm anh. Tránh ra. Chủ tịch, anh cái thằng bị tai nạn đấy. Cũng bị điên à? Trong công ty tai nạn cái gì? Đừng có mà dọa tôi. Em nhìn thấy được là bây giờ anh chỉ cần bước ra cửa thôi là sẽ có một quả bóng bay trúng vào đầu của anh. Này, cô vì bị đuổi mà nghĩ ra mấy cái trò này đấy à? Trong công ty thì làm gì có bóng? Không phải, em nói thật đấy. Em có khả năng nhìn trước được tương lai mà. Em thề, nếu mà bây giờ em nói không đúng ấy, em sẽ chủ động tự nghỉ việc. Thì cô vốn dĩ đã bị nghỉ rồi mà. Ơ kìa, anh Kim Anh. Được rồi, nếu như cô sai thì cô phải nghỉ việc. Còn nếu cô đúng ý, tôi cho cô làm tiếp. Ôi trời ơi, em đã bảo anh rồi, mẹ không chịu nghe cơ. Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch. Anh có làm sao không ạ? Tôi đã đau đầu đây này. Mà chả hiểu sao trong công ty có quả bóng nhỉ? Đó là tại vì con trai của giám đốc Vân đến chơi. Cậu bé chơi bóng không cẩn thận nên là đá bóng vào đầu anh. Mà tôi đã cảnh cáo anh rồi. Anh đừng có mà đuổi việc tôi đấy nhá. Thôi rồi, tôi tin cô. Không đuổi việc nữa. Nhưng mà cô phải hứa với tôi là không bao giờ được xem bó trong công ty đâu ấy. Thôi được rồi, tôi hứa. Mời vào. Anh Kiếm Anh. Linh, ngồi ra ngoài chơi đi. Sao cô ta lại vào phòng anh nữa? Người gì đâu mà ăn mặc kỳ cục như cái con dở người ấy. Xong lúc nào cũng lầm lầm lì lì, trông phát ghét đi được. Sao anh còn chưa đuổi việc nó nữa? Linh Hà, Lan Anh trông như vậy thôi, nhưng mà cô ấy làm việc rất tốt đấy. Anh bị sao thế này? Chẳng may anh bị thương thì nhẹ thôi. Nhưng mà tại sao hôm nay em đến đây đấy, có chuyện gì à? À, đúng rồi. Chả là em có một ông anh họ vừa mới tốt nghiệp đại học xong, đang tìm việc nên là em muốn giới thiệu với anh. Giới thiệu á? Là sao? À, thì ý là muốn nhờ anh sắp xếp công việc cho anh ấy. Dù sao cũng là người nhà của em. Người yêu của em lại là chủ tịch nữa. Chẳng nhẽ không giúp được người nhà sao? Chuyện này... Kìa anh giúp em nhá. Thôi được rồi, anh đồng ý. Em cứ bảo anh họ của em đến đây đi. Anh sẽ cho người phỏng vấn rồi sắp xếp công việc cho anh ấy luôn nhá. Em cảm ơn anh. Cô Lan Anh, cô làm ơn xem cho tôi đi. Tôi năn nỉ cô đấy. Em bị giở người à? Tôi đã bảo với anh là tôi không xem được số đề rồi. Làm ơn đấy. Bây giờ tôi mà xem cho anh, nếu mà anh bán nhà thì sao? Cô vào đây. Tất cả mọi người chú ý nào.
văn phòng chúng ta hôm nay có nhân viên mới, đó là anh Toàn. Mọi người giúp đỡ anh ấy nhá. Cô Lan Anh, cô là thư ký của tôi đấy, cho nên là cô cũng phải giúp đỡ anh Toàn. Anh ấy là anh họ của Linh đấy. Chào Lan Anh, mau được em giúp đỡ. Anh Toàn, anh và Linh còn mối quan hệ gì với nhau? Là người yêu à? Trời đất ơi, làm gì có chuyện đó chứ. Tôi là anh họ của Linh thôi mà. Lan Anh, cô đừng có nói hàm hồ, nếu không là tôi đuổi việc cô đấy. Nhưng mà trong đầu của em xuất hiện hình ảnh hai người bọn họ rất thân thiết với nhau. Đây đang là công ty đấy. Cô mà cứ dở một cái trò ma quỷ ra để dọa người mới, đừng có trách tôi. Em xin lỗi. Thôi rồi, giới thiệu với anh, đây là anh Đức, trưởng phòng. Em chào anh ạ. Anh Toàn này, anh vào công ty làm việc có ổn không? Ổn cái gì mà ổn. Con bé Lan Anh, thư ký riêng của thằng Kiếm Anh ấy, em biết nó không? Con bé đó cực kỳ ghê gớm đấy. Cái gì? Tại sao nó dám láo như thế được? Anh là anh họ của người yêu chủ tịch, tại sao nó dám bắt nạt anh à? Không phải là láo, mà nó biết mối quan hệ giữa anh và em đấy. Sao nó biết được? Chúng ta đã giấu kín chuyện này thế cơ mà. Em cứ yên tâm đi, thằng Kiếm Anh không tin lời của nó đâu. Em đợi anh một thời gian nữa, khi mà anh lấy được lòng tin của thằng Kiếm Anh rồi ấy, anh sẽ dễ dàng lấy được tài liệu mật của công ty. Anh phải thật cẩn thận đấy nhá. Công ty đối tác sẽ hứa là cho chúng ta $1,000,000 nếu như chúng ta lấy trộm được tài liệu dự án của công ty thằng Kiếm Anh đấy. Thằng ngu đó chẳng thể ngờ được rằng em đang yêu anh và em đang đưa anh vào công ty của nó làm việc đâu. Mọi chuyện cứ để từ từ, rồi khi anh có tiền ấy, anh và em sẽ cao chạy xa bay. Lúc đó anh hứa rằng anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng nhất cả nước này. Anh phải tin em, anh Toàn và chị Linh ấy không phải là mối quan hệ họ hàng bình thường đâu. Chắc chắn là bọn họ đang có âm mưu gì đó. Còn anh thì đang nghi ngờ em là xem quá nhiều phim truyền hình đấy. Nếu như không phải là họ hàng thì làm sao người yêu anh lại năn nỉ anh đến như vậy được? Em làm sao mà biết được. Nhưng mà em nghĩ là anh phải cẩn thận với bọn họ đi. Em nói chuyện buồn cười rồi đấy. Cẩn thận cái gì? Anh là chủ tịch, còn Toàn ấy, anh ta chỉ là nhân viên thôi. Anh ta còn phải cẩn thận anh thì đúng hơn đấy. Thôi, em đi ra ngoài đi, anh còn có việc. Cô có biết tôi là ai không? Dạ có ạ. Chị là Linh, là người yêu của anh Kiếm Anh. Chị tìm anh có việc gì ạ? Chị làm cái gì đấy? Tao đánh mày chứ còn làm gì nữa. Mày đừng tưởng mày là thư ký của chủ tịch mà tao không dám làm gì mày nhá. Này thì dám làm gì này? Con điên này, mày dám đẩy tao à? Chị đánh tôi thì được, chẳng lẽ tôi đánh chị không được à? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Có gì thì chị nói thẳng ra luôn đi. Con danh con này, mày chỉ là một cái con thư ký nhỏ bé ở trong công ty thôi. Vậy mà mày dám đẩy người yêu của chủ tịch à? Mày có tin là tao sẽ đuổi việc mày không? Tôi không tin. Nếu mà chị vô lý như vậy thì tôi sẽ dựa vào hợp đồng, tôi sẽ kiện chị. Mày... Chị làm gì đấy? Đây chỉ là một bài học nhỏ thôi. Nếu như mày dám đi nói xấu tao và anh Toàn trước mặt chủ tịch nữa ấy, thì đừng có trách tao. Sao rồi? Anh tìm ra được tài liệu chưa? Vẫn chưa, em đợi một tí. Nhanh lên. Nhanh lên, không anh Kiếm Anh về bây giờ đấy. Chết rồi, anh Kiếm Anh đột nhiên trở về rồi. Làm sao bây giờ? Có chuyện gì mà hai người lại ở đây? Linh, em làm sao thế? Anh Kiếm Anh, anh phải giúp em đi. Cô Lan Anh gọi quá đáng lắm. Anh Toàn, chuyện này là sao ạ? Hôm nay Linh tới thăm anh, nhưng mà gặp Lan Anh ở giữa đường thì Linh bị Lan Anh đánh nên mới khóc chạy về đây. Tôi giúp mãi mà không được nên anh phải đưa Linh vào phòng làm việc của anh đấy. Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh ạ. Nếu như không còn gì, tôi xin phép đi trước đây.
Cảm ơn anh ạ. Thôi rồi, không sao đâu. Cô lần anh đúng thật là quá đáng mà. Được rồi, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Em cảm ơn anh. Lan Anh phải không? Vào đi. Cô giải thích cho tôi đi. Tại sao gọi đánh Linh vậy hả? Cô đang làm việc trong môi trường thế nào mà lại dùng bạo? Cái gì này? Trời ơi, cô bị làm sao đấy? Này, bệnh tật gì vậy? Cô mà ho hắng như thế là tôi báo phường đấy nhá. À, thật ra là cũng chẳng có chuyện gì đâu ạ. Vừa nãy là em không manh áo đường chị Linh, cho nên là chị Linh mới đánh em ra đông ở này thôi. Cái gì cơ? Linh đánh em nghiêm trọng như này á? Dạ vâng ạ. Anh đừng có trách nhầm chị Linh. Chị Linh cũng mới chỉ đánh em một cái, tát em một cái, đẩy ngã em một cái, xong rồi còn đẩy em vào tường, khiến em gãy cả tay đây này thôi. Cũng chẳng có vấn đề gì đâu ạ. Này này này, cô điêu nó vừa vừa thôi nhá. Rõ ràng là tôi mới chỉ tát cô một cái, rồi đẩy ngã cô một cái, thì làm gì mà ra nông nỗi này. Linh, sao anh bảo với anh là em không phải động vào Lan Anh? Chuyện này là sao hả Linh? Em... Đấy, thấy chưa? Nhưng mà thôi, anh đừng có trách chị Linh nữa. Anh mà trách chị ấy tức giận lên em, xong rồi lại đuổi việc em đi khổ. Dám chơi bảo, mà đè cho xem. Ôi chị Linh ơi, chị làm sao đấy chị Linh? Ôi trời ơi, cô gì đấy? Đứng dậy đi, cô xuống đi. Ôi, Linh chị có đau không? Cô bỏ ra đi. Em bảo anh đỡ chị Linh đi, kỳ thế nhỉ? Cô đi ra đi, cô đi. Em bảo em mặc kệ em đi mà. Cô đi ra đi. Mặc kệ em đi. Trời ơi, mặc kệ em. Ôi, cô làm cái gì? Ờ, em sao thế này? Đứa nào là anh em đây? Thì kiếm anh phải không? Nó làm sao mà dám chứ? Tất cả là tại con Lan Anh đấy. Em cứ nghĩ là sẽ lợi dụng được mọi chuyện, đuổi việc được nó. Ai ngờ nó lại băng bó cả người, đóng vai nạn nhân chứ. Khốn nạn! Mình không thể để cho nó phá hoại chuyện này mãi được. Anh vừa nghĩ ra một cách. Anh Kiếm Anh. Ơ, Linh đấy à? Thế nào, khỏe hơn chưa? Mà tại sao hôm nay tự dưng lại đột ngột đến thế? Em khỏe hơn rồi. Thì hôm nay em nhớ anh nên là em đến thăm anh có được không? Em làm cho anh nước cam đây này, anh uống đi. Ui, tuyệt vời luôn. Anh cảm ơn nhá, đúng lúc anh đang khát đấy. Không được uống. Lan Anh, em làm cái gì vậy? Đây là chai nước bẩn, anh không được uống. Này, bẩn cái gì mà bẩn? Đây là chai nước của tôi cho anh Kiếm Anh mà. Có phải là cô ghen tị vì tôi với anh Kiếm Anh yêu nhau cho nên mới tìm cách phá đúng không? Tôi không có. Tôi chỉ đang muốn bảo vệ chủ tịch trước âm mưu của cô thôi. Lan Anh, đủ rồi đấy. Anh và Linh yêu nhau đã lâu rồi, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại anh được. Em ngày hôm nay cư xử là hơi quá đáng rồi đấy. Anh Kiếm Anh, anh phải tin tưởng em chứ. Anh Toàn và chị Linh ý, không phải là anh em họ với nhau đâu. Bọn họ đang có âm mưu hãm hại anh đấy. Này, cô có bằng chứng gì mà nói thế? Cô mà vu khống tôi nhá, cẩn thận tôi kiện cô đấy. Em có bằng chứng không? Em... Đó... Đó là linh cảm của em. Này, thế bây giờ tôi nói là tôi có linh cảm rằng cô thích anh Kiếm Anh cho nên mới bày trò như thế, có được không? Hả? Đàn anh, tôi xin cô đấy, cô đừng có con nít như vậy nữa. Cô đừng làm anh Kiếm Anh đau đầu thêm nữa. Anh Kiếm Anh, em nghĩ là anh nên đuổi việc cô ta đi. Cô ta đúng là một người không biết điều mà. Lan Anh, lần này anh sẽ phạt em. Phạt em một tuần phải dọn vệ sinh để em nhớ được lỗi của mình. Nhưng mà em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Anh là chủ tịch, không lẽ lời anh nói em lại không nghe à? Em nghe. Thử em ra ngoài đi. Còn mấy Lan Anh này đúng là khốn nạn thật. Phải khó khăn lắm anh mới mua được thuốc nghiện đổ vào chai nước cho thằng Kiếm Anh uống, thế mà nó phá hỏng mất. Vậy bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Em thấy là kế hoạch của chúng ta không làm được nữa đâu.
để thuận tiện hơn cho việc ăn trộm tài liệu mật. Anh nghĩ là phải khiến nó tai nạn. Tai nạn? Lan Anh, em khỏe rồi đấy à? Ui, cũng một tháng kể từ khi em bị tai nạn đấy nhở? Hôm nay em đi làm lại đấy à? Dạ đâu có ạ. Em mới chớm nghỉ một tháng thôi, thế mà công ty đuổi việc em luôn. Mà ngày hôm nay em đến đây là để lấy hồ sơ về ạ. Đúng là cái cô Linh người yêu chủ tịch ấy cũng thật là vô lý mà. Rõ ràng là em cứu chủ tịch, thế mà cô ta cứ một mực đòi đuổi việc em. Mà chủ tịch kiếm anh cũng buồn cười cơ. Thế mà anh ta cũng đồng ý để đuổi việc em được. Đúng, quá đáng. Không sao đâu ạ. Miễn là chủ tịch kiếm anh không bị làm sao là em vui rồi. Mà kể cũng lạ, gần đây anh thấy chủ tịch cứ suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài, cứ như là nghiện ấy. Cái anh Đức này, anh nói cẩn thận vào, nếu mà người ta nghe được thì tại nói cho. Anh biết rồi. Mà thôi, em đi vào trong đây. Đây là toàn bộ tài liệu về dự án mới của công ty đấy. Chiều nay anh sẽ gửi cho bên đối tác để họ chuyển khoản nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, em nhất định sẽ đặt vé máy bay và ra nước ngoài chơi. Chào hai người. Mày chưa bị đuổi việc à? Ai cho phép mày vào đây? Mày có biết đây là phòng chủ tịch không được vào không? Chủ tịch đâu? Tại sao hai người lại giở trò ở đây? Ăn nói thì cẩn thận vào nha. Mày đang giở trò thì có đấy. Sắp nghỉ việc rồi, đi xin xỏ cái gì nữa? Cái chuyện này là chuyện của tôi, không cần anh phải quan tâm vào. Chủ tịch đâu? Chủ tịch không muốn gặp mày. Mau đi về đi. Mày làm cái trò gì vậy? Ngày hôm nay nhá, tôi không gặp mặt được chủ tịch thì tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Cho nó một xin tiền thôi. Em cho nó vài đồng rồi đuổi đi. Cầm lấy tiền và sống tử tế như một con người đi. Sao thế? Chê ít à? Tôi đã biết hết được sự thật về hai người rồi. Hai người thực chất là người yêu của nhau, chứ không phải là anh em gì cả. Mày đừng có mà nói bậy nhá. Không sao đâu em. Dù sao thì mọi việc vẫn đang trong tầm tay của chúng ta cơ mà. Nó có biết đi chăng nữa thì làm được gì? Hóa ra tôi nói đúng à? Hai người đã làm gì với chủ tịch của tôi rồi? Việc tới nước này rồi thì tao cũng chẳng hạn nó cho mày biết đâu. Em vào trong, lôi hắn ra đây. Anh Kiều Anh! Anh làm sao thế này? Nó nghiện rồi đấy. Tao mới chỉ cho nó dùng một chút chất kích thích thôi. Vậy mà nó đã nghiện rồi. Đúng là dở mà. Tại sao chị lại làm thế? Anh Kiếm Anh là người yêu của chị mà. Yêu đương cái gì? Vì tiền cả thôi. Thực ra tao với cả Linh yêu nhau từ lâu rồi. Thấy cái thằng Kiếm Anh này nó giàu có, Linh mới thử tán tỉnh. Ai ngờ nó lại yêu Linh thật lòng ạ. Hai người lừa tôi thật à? Phải đấy. Anh đúng là đồ ngu mà. Còn Lan Anh ý, nó đã giúp anh thoát khỏi mọi mưu kế hãm hại của tôi đấy. Trong ngày hôm nay thôi, công ty đối tác sẽ chuyển khoản nốt số tiền còn lại để mua tài liệu mật của công ty đấy. Chúng mày biết gì không? 1 triệu đô đấy. Với cái số tiền này thì tao với Linh ấy sẽ sống sung sướng đến hết đời. Rồi, anh hiểu rồi. Lan Anh ạ, cảm ơn em nhá. Nhờ có em mà anh mới chứng kiến được toàn bộ sự việc như này đấy. Chúng mày nói cái gì đấy? Con thằng này, mày đã phê thuốc cơ mà, sao tỉnh táo vậy? Chứ còn sao nữa, có nghĩa là ấy, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo chứ sao nữa. Hai người đang nghĩ là chỉ có mình hai người biết diễn thôi à? Vậy có nghĩa là cô đã nhìn thấy Toàn và Linh đã lập kế hoạch hãm hại tôi? Dạ vâng ạ, em nguyện mang cả công việc của em ra đánh đổi, anh phải tin tưởng em. Được rồi. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gậy ông đập lưng ông vậy.
Chẳng phải là hai người đang khao khát có được tài liệu này hay sao? Tôi nói cho hai người biết, tài liệu mà hai người đang có ấy, nó là giả đấy. Thử nghĩ mà xem, nếu như bây giờ đối tác mà nhận được tài liệu giả từ hai người ấy, thì họ sẽ làm gì nhỉ? Và vừa nãy tôi còn nghe hai người bọn họ nói là đã nhận được một nửa số tiền, có nghĩa là 500.000 đô. Nếu mà toàn bộ tài liệu này chưa được gửi bên công ty đối tác thì chắc chắn là họ đã gửi tài liệu giả rồi. Và điều đó chứng tỏ là công ty đối tác sẽ kiện bọn họ vì cái tội lừa đảo. Rất chính xác. Tội này tôi thấy bóc được cũng lâu phết đấy. Nhưng mà trước hết anh cần em phải lưu lại toàn bộ những bản ghi âm của lúc nãy để gửi cho công an họ điều tra chứ. Ghi âm cái gì thế? Tôi chưa nói bất cứ cái gì cả. Đừng có mà chối nữa. Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người rồi. Cái ngày bóc lịch của hai người sắp đến rồi đấy. Mà còn phải bóc lịch dài dài nữa cơ. Anh Kiều Anh, em xin lỗi anh mà. Anh bỏ qua cho em chuyện này được không? Tất cả mọi chuyện là anh ta bảo em làm đấy ạ. Em thôi đi. Em đừng làm ra những cái trò để người khác phải chán ghét và ghê tởm em nữa. Em hãy nhận tội đi. Chủ tịch à, tôi không biết gì cả đâu. Tất cả mọi chuyện là do cô ta gây ra đấy. Mong chủ tịch tha cho tôi ạ. Hai người xem lại tình yêu của hai người đi. Yêu nhau vì tiền tài vật chất, chứ chính vì tiền tài vật chất mà hãm hại người khác như vậy à? Thôi, không cần phải phí lời với họ làm gì nữa. Anh gọi bảo vệ rồi. Lát nữa cả hai sẽ được đưa đến công an để điều tra ngay thôi. Chúng ta đi thôi. Chủ tịch. Anh Kiều Anh, em xin lỗi mà. Anh Kiều Anh.